Tập 2. Ông trời không cho mưa xuống, sao có thể đổ lên mình thiếu gia nhà ta được chứ? Ngươi là cái thá gì nào? Ở đây tới lượt ngươi nói chuyện sau. Đến lượt ngươi nói chuyện sau. Làm gì vậy hả? Tất cả đứng yên. Sao có thể đánh người vậy được chứ? Thiếu gia, thôi bỏ đi. Trần Nam Bá này chó cậy gần nhà. Nhìn một chút cho sóng yên biển lặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Thôi bỏ đi. Đánh hắn, đánh hắn đi. Phải làm sao đây tổ tông gia gia? Đánh hắn, đánh đi. Đánh đi, đánh hắn đi. Sắp xảy ra án mạng rồi. Đánh hay lắm, hay lắm. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Hôm nay ta sẽ về gọi nha môn tới bắt ngươi. Có chuyện gì vậy? Tên tai tinh này dùng phép thuật, hắn muốn giết người. Mau chạy thôi, mau chạy, chạy mau. Quay lại đây, đừng chạy chứ. Nói rõ mọi chuyện đã nào. Vừa nãy khí thế lắm cơ mà. Mới tí vậy mà đã bỏ chạy hết rồi. Thiếu gia, nuốt hết những gì ngươi muốn nói vào bụng đi. Ta không biết gì hết. Thiếu gia, sư phụ từng cảnh cáo chúng ta, sống ở nhân gian cũng như nằm giữa trong gai vậy. Tâm không động, người không động. Không động ắt không có thương. Đang yên, ngươi nhắc lão già đầu trọc đó làm gì? Sao cậu có thể gọi sư phụ mình như vậy được chứ? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, huống hồ gì đệ tử tục gia Phật môn, không được phép quên ngữ tiết. Thiếu gia, cậu cứ ăn nói vô lễ như vậy, sẽ ảnh hưởng tới phúc báo của mình đấy. Lão trọc đầu đó cũng không có mắt nhìn thật chứ. Đáng ra hồi nhỏ, ông ấy nên để ngươi cạo đầu xuất gia, nói không chừng giờ đã là một cao tăng đắc đạo rồi đấy. Thiếu gia, sư phụ không có nghĩ như vậy. Sư phụ vẫn luôn cho rằng cậu rất có huệ căn. Đúng rồi, cơn gió kỳ lạ khi nãy, cậu nói xem có khi nào trên đời thật sự có ma hay không? Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn nói ta không phải là người phải không? Không có, ta thật sự không có ý đó. Chỉ là ta thấy cơn gió vừa nãy thật sự kỳ lạ mà thôi. Nói tới là tới, nói đi là đi. Cũng cho ngươi đọc nhiều sách như vậy, ban ngày ban mặt thế này, lấy đâu ra ma chứ? Ta... Kẻ nào đó? À không, là người hay là ma? Mau báo tên đi, nhanh lên. Ai đó? Mau ra đây. Ban ngày ban mặt, đừng có giả thần giả quỷ. Mau ra đây. Giả tứ? Ban ngày ban mặt ngươi trốn trong đó, muốn dọa ai vậy hả? Sao hả? Còn không mau đi, ăn mắng thế vẫn còn chưa đủ phải không? Có chuyện gì không? Không có gì thì mau đi đi. Sao các người đối xử với thiếu gia nhà ta như vậy? Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đừng qua đây, đừng có qua đây. Ngươi làm gì đó? Bào công tử, ta biết cậu là người tốt, nhưng mà ta thật sự không có cách nào khác. Ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn đứa con chưa chào đời. Nay triều đình lại không cho lấy nước, bọn ta thật sự không còn đường sống nữa rồi. Thiếu gia, cậu xem, ai nấy ăn nói đều như nhau cả. Sao các người lại cho rằng trời hẹn không mưa có liên quan tới thiếu gia nhà ta chứ? Chuyện này, ông đang làm gì vậy chứ? Ta biết cậu là người tốt. Ta ghét nhất là đám người như các ông. Bào công tử, tôi biết bảo cậu rời khỏi thành Hàng Châu quả thực có hơi làm khó cậu. Nhưng đám thảo dân chúng tôi, nếu không tới cầu xin cậu thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Ta chịu khổ cũng không sao, chỉ tội cho mẹ già 80 tuổi của ta, còn cả người vợ đang mang thai 9 tháng nữa. Bất luận thế nào, ta cũng phải làm chút gì đó cho họ chứ. Ta thấy không phải ông muốn làm gì đó, mà là muốn ta làm gì đó cho ông thì có. Không phải bào nhân ta không muốn giúp ông, mà là ta thật sự không giúp được. Phải đấy, ông mau đi đi. Mau đi đi. Nghiêm Phong, vào liều lấy túi nước của ta ra cho ông ta đi. Ta chỉ có thể giúp ông vậy thôi. Thiếu gia, ta cũng chỉ còn chút nước đó thôi. Sao mà ngươi lắm lời thế? Bảo lấy thì lấy đi, nhanh lên. Cầm túi nước rồi đi đi. Bào công tử,
Giả tứ ta có lỗi với cậu, kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ta cũng phải báo đáp cho cậu. Thiếu gia! Tại sao lần nào những chuyện nguy hiểm như này đều do ta làm vậy chứ? Tổ tông Gia Gia, người nhanh lên đi, con sắp không chịu nổi nữa rồi, nhanh lên! Tổ tông Gia Gia! Thiếu gia! Không sao, không cần ta nữa rồi. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Ta không sao. Giả tứ, sao ông có thể làm vậy được chứ? Thiếu gia nhà ta với ông nghĩa như mây trời, ông lại muốn lấy mạng cậu ấy. Tôi phải đưa ông đi báo quan. Ông trời ơi, ông muốn đám người khổ mệnh bọn ta phải sống sao đây chứ? Đừng có diễn kịch với ta nữa. Đi, theo ta tới nha môn. Để ta chết đi, để ta chết. Ông định giở trò gì nữa vậy? Không phải ông mở miệng ra là nói ông trên có già dưới có trẻ hay sao? Nhà ta đã mấy ngày không có một giọt nước để uống rồi. Ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp họ nữa. Một người đàn ông như ta, đến một ngụm nước cũng không kiếm được. Ta thật sự vô dụng mà. Ta còn sống trên đời này làm gì nữa chứ? Sao trên đời ai cũng như ai vậy? Không một thì là hai. Cứ như ngoài hai con đường đó ra thì không còn cách nào khác nữa vậy. Mau đứng lên đi, đừng ủ rũ như vậy nữa. Đừng nói là ông không giết được ta, cho dù giết được, cũng không giải quyết được vấn đề hạn hán hiện tại này đâu. Đám người các ông, sao không đọc nhiều, nghĩ nhiều hơn một chút chứ? Các ông sống dưới chân núi Long Tỉnh này cả đời, thành Hàng Châu hạn hán gần 23 năm nay. Tại sao cây trên núi vẫn xanh, hoa cỏ vẫn mọc? Theo lý mà nói không có mưa xuống, cây cỏ phải chết khô rồi mới phải chứ. Đã lúc nào rồi, mà bọn ta còn tâm tư nhìn đống cây cỏ đó chứ? Sau khi ta chết, cậu cứ đem ta chôn trên núi Long Tỉnh đó đi. Ông chết chỉ tổ lãng phí đất mà thôi. Nói ông ngốc, đúng là không phải ngốc vừa mà. Phải đấy, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Thiếu gia, cậu lợi hại thật đấy. Giả tứ ngu xuẩn, mong công tử chỉ rõ cho. Sao tới giờ ông còn chưa hiểu nữa vậy chứ? Thiếu gia nhà ta thường nói ta đầu óc đần như gỗ. Ta thấy đầu óc của ông còn đần hơn cả ta nữa kìa. Ý của thiếu gia ta tức là thành Hàng Châu hạn hán nhiều năm như vậy, nhưng thực vật trên núi Long Tỉnh vẫn tươi tốt như vậy, chứng tỏ là trên núi nhất định có nguồn nước. Đúng rồi, trên núi nhất định là có nguồn nước. Đa tạ Bào công tử, đa tạ Nghiêm công tử. Đại ân đại đức của hai vị công tử, giả tứ nhất định ghi nhớ trong lòng. Được rồi, đừng nói mấy lời giang hồ khách sáo đó nữa. Chỉ cần mấy người để ta sống yên ổn vài ngày, ta đã tạ ơn trời đất rồi. Phải đấy, mau đi đi. Lần này được cứu rồi, lần này được cứu rồi. Đợi chút, cầm cái này đi. Đa tạ hai vị công tử. Được cứu rồi, được cứu rồi. Mọi chuyện trên đời vốn là như vậy. Ân ân quán quán, ai mà có thể... Thiếu gia, được rồi, đừng lãng nhảm nữa. Mau băng bó cho ta đi. Nếu không đợi ngươi nói xong là ta mất mạng luôn đấy. Ừ nhỉ, sao tôi quên mất chuyện này cơ chứ? Được rồi. Thiếu gia, bình thường cậu xem trọng cái tai này lắm, lúc nào cũng bảo vệ nó cẩn thận, vô cùng trân quý. Vậy mà chỉ đụng dao một cái, cậu xem, tự dưng thêm một cái lỗ to tướng. Thiếu gia, cậu nhớ là đừng nói lại với mẹ của tôi đấy, nếu không bà ấy đau lòng chết mất. Lảm nhảm cả năm không dừng, đến tôi cũng bị mắng theo luôn đấy. Thiếu gia, thôi bỏ đi. Ta sợ nói ra lại bị cậu giáo huấn cho một trận. Có gì thì nói nhanh, có hơi vô lễ một chút. Vậy thôi đừng nói. Không không, thiếu gia, cậu không cho tôi nói, tôi khó chịu chết mất. Tôi muốn hỏi cậu, có phải cậu thật sự có một chút cái gì đó? Cái gì cơ? Thì là cái đó ấy. Cái đó là cái gì? Có chút phép thuật ấy. Ý ngươi là ngươi nghĩ ta là... Không không, ta không nói như vậy. Ai bảo cậu là tai tinh chứ? Chỉ riêng chuyện vừa nãy thôi, khi Trần Bá Nam ức hiếp cậu, một trận gió kỳ lạ giúp cậu đánh hắn,
Lúc Giả Tứ muốn giết cậu, kết quả hắn ta lại như bị trúng pháp thuật, đứng yên ở đó, không nhúc nhích được gì. Từ nhỏ tới lớn, những chuyện này không phải lần một, lần hai nữa. Quả thực là quá kỳ lạ. Cho nên, chỉ có một cách giải thích thôi. Cậu biết phép thuật. Ngươi nghe kể chuyện nhiều quá đấy à? Còn phép thuật nữa. Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng có lấy mấy chuyện này ra đùa nữa. Người khác nghe được sẽ tưởng là thật đấy. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta mau đi thôi. Đi về sao? Cứ thế này về, mẹ ngươi lấy cái gì nấu cơm? Nói cũng phải, mấy ngày nay mẹ ta vì chuyện thiếu nước mà sầu não. Nhưng mà Tây Hồ đã bị phong tỏa rồi. Hơn nửa túi nước vừa nãy chỉ còn có một chút này thôi. Giờ chúng ta phải làm sao? Ngươi nên về hỏi mẹ ngươi xem, có phải ngươi được nhặt về không đi? Tại sao chứ? Ta thấy ngươi giống y như Giả Tứ ấy. Không thể nào. Thiếu gia, cậu lại mắng khéo tôi nữa rồi. Cậu nói là ở trên núi sao? Đúng vậy, chúng ta lên núi tìm nước. Bây giờ sao? Hai chúng ta sao? Tôi đã chuẩn bị cái gì đâu? Có phải đi săn đâu? Ngươi cần chuẩn bị cái gì thì phải chuẩn bị thêm chút nước chứ. Nếu như chúng ta vẫn còn nước, có cái để ăn rồi, thì còn cần tìm nguồn nước làm gì? Ngươi đúng là đừng đánh nữa. Bị cậu đánh tới ngốc luôn rồi. Thiếu gia, cậu nói thật sao? Ngươi tưởng ta là thiên thần thật sao? Thiếu gia, phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cậu ta có thể nhìn thấy chúng ta sao? Không đúng. Tổ tông Gia Gia, người đang lẩm bẩm cái gì vậy? Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ xem có nên đi giúp cậu ta hay không thôi. Vừa nãy không phải chúng ta đã giúp cậu ta rồi sao? Nói ta nghe, tên nhóc nào đã âm thầm chơi tên Trần Bá Nam đó vậy? Không nói phải không? Không phải bọn con thật mà. Không phải, không phải thật mà. Vậy ngày mai đừng đứa nào hòng ra ngoài chơi hết. Ở yên trong nhà tự kiểm điểm cho ta. Có chuyện gì vậy? Là kẻ nào đã làm? Con biết là do ai làm rồi. Bọn con cũng biết rồi. Phải đấy, Long Tỉnh. Ai gọi ta vậy? Ta này, tổ tông của ngươi đây. Tổ tông Gia Gia. Ngươi đấy, sau này ngủ có thể đừng hắt hơi không hả? Con hắt hơi sao? Sao con không nhớ là con có hắt xì nhỉ? Ngươi ngủ rồi thì sao mà nhớ được mình có hắt xì hay không chứ? Ngươi, ngươi. Tóm lại, sau này ngươi đừng có ngủ nướng nữa. Con biết rồi, tổ tông Gia Gia. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lùi lại, tất cả lùi lại. Lùi lại mau. Lùi lại. Cho chúng tôi lấy nước đi. Tất cả lùi lại mau. Lùi lại hết đi. Lùi lại mau. Vị quan gia, triều đình làm vậy thì khác nào dồn chúng tôi vào chỗ chết chứ. Nếu các ngài không cho chúng tôi lấy nước, chúng tôi chỉ có thể chết khác mà thôi. Chuyện này do nha môn quyết định, bọn ta cũng hết cách. Quan lão gia, ngài làm ơn đi, mọi người đều là hương thân ở phủ huyện này. Ngài đâu thể nhìn thấy mọi người bị chết khác chứ, đúng không? Các vị hương thân, bọn ta chỉ phụng lệnh hành sự thôi. Mong mọi người đừng làm khó bọn ta nữa, về hết đi. Cầu xin ngài đấy, cầu xin ngài. Xem ra hôm nay muốn đường đường chính chính lấy nước là điều không thể rồi. Mau về hết đi. Mấy người các ngươi, mau đi hết cho ta. Công tử,
Trần Thái Thủ có dặn trừ khi trời sập, nếu không, không cho chúng tôi rời khỏi đây nữa bước. Trời sao? Trời vẫn chưa sập xuống sao? Ta, Trần công tử ta đây, bị người ta đánh còn chưa phải chuyện lớn như trời sập sao? Ta nói các ngươi biết, lập tức theo ta, đi bắt tên đạo nhân đó về. Không thì chôn sống tại chỗ luôn cũng được, trừ hại cho dân. Thiếu gia, sao lại là thiếu gia được chứ? Lần này thảm rồi. Sao thiếu gia lại đắc tội với tên ác bá này cơ chứ? Nhưng mà công tử, ý ngươi là sao? Định tạo phản sao? Bây giờ ngay đến người của mình, ta cũng không sai bảo được nữa có phải không? Được. Giờ ta sẽ về tìm cha ta, để xem mấy người các ngươi có gánh nổi tội hay không. Công tử, chuyện này vẫn phải tính kế lâu dài mới được. Tính kế lâu dài? Là kẻ nào giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại dám náo loạn cấm địa triều đình? Là kẻ nào? Kẻ nào mà dám hung hăng vậy chứ? Ông có biết ta là ai không? Người này là ai vậy nhỉ? Nhìn có vẻ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Không biết ông ta định giở trò gì đây? Nói không chừng có thể giải dây cho thiếu gia cũng nên. Thỉnh an công tử. Thôi miễn đi. Ông là tiểu bối vô danh, không đáng nhắc tới. Tiểu bối vô danh sao? Vậy thì lượn sang một bên, cho nước nó trong, đừng cản bổn thiếu gia làm chính sự. Bần đạo biết Trần công tử đang vì chuyện gì mà nổi giận, chỉ là có vài lời, không biết có nên nói hay không thôi. Thông thường khi người ta nói câu này thì đều là không nên nói. Ông muốn nói, ta cũng không rảnh mà nghe đâu. Trần công tử, không biết chứng mộng du di hồn nửa đêm của cậu gần đây có phải vẫn phát tác hay không? Ông... Trần công tử chớ hoảng sợ. Bần đạo thật sự có chuyện muốn nói với công tử, cho nên mới thể hiện chút tài mọn, mong công tử lượng thứ. Có gì nói nhanh. Công tử quả là sảng khoái, vậy thứ cho bần đạo nói thẳng bào nhân này cậu không bắt được. Cái gì? Sao ta lại không thể bắt hắn chứ? Là hắn ta ra tay đánh người trước, càng huống hồ thứ yêu nghiệt quả quốc ương dân này, ta giết hắn cũng là trừ hại cho dân, tạo phúc cho chúng sinh thôi. Công tử đừng nóng. Đúng như cậu nói, hắn ta không phải là kẻ may mắn, lại có ngu quỷ xà thần bên cạnh giúp đỡ. Cả cậu và ta đều chỉ là phàm phu tục tử, có thể làm gì được người ta cơ chứ? Không lẽ để hắn tiêu dao tự tại như vậy sao? Tất nhiên là không. Trong thành Hàng Châu ai mà không biết bào nhân không phải người may mắn chứ? Sinh ra đã 23 năm, hại cả thành Hàng Châu, không có lấy một giọt nước, ngay tới kinh thành còn nghe danh người này nữa là bách tính Hàng Châu, lại càng hận cậu ta thấu xương. Nhưng cậu có từng nghĩ chưa, bao nhiêu năm tại sao không một ai có thể tiêu diệt được cậu ta cơ chứ? Đạo trưởng đừng vòng vo nữa. Nếu ông có chuyện muốn nói, chi bằng nói thẳng ra hết luôn đi. Đạo trưởng, lẽ nào ông còn định vòng vo nữa sao? Công tử đừng nóng. Chuyện này còn cần phải tính kế lâu dài. Ta tự khắc sẽ tìm một cơ hội nói rõ vấn đề lợi hại này cho cậu hiểu. Nhưng bây giờ, đây chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Hàng Châu liên tục gặp quả, đều liên quan tới tên bào nhân này. Huống hồ gì, nay cậu ta lại có xà thần quỷ quái chống lưng. Cho nên bây giờ muốn thu phục người này, nhất định phải tìm được một người mới được. Là ai? Pháp Hải chính là con bạch xà tinh đang bị nhốt dưới chân tháp Lôi Phong sao? Chính hắn. Nhưng diệu kế, quả là diệu kế. Đạo trưởng quả nhiên cao kiến. Giờ ta sẽ cho thuộc hạ đi làm theo ý đạo trưởng ngay. Không được. Mau để ta xem nào. Nào nào, mọi người nhìn đi. Đây không phải là một trong số hạ nhân của bào công tử, ngoãn ngoãn cô nương sao? Xem bào gia thật sự không còn người nữa rồi, lại để ngoãn ngoãn cô nương trẻ trung xinh đẹp tới hồ lấy nước. Thật là đáng thương quá đi mất. Ngoãn ngoãn, chi bằng cô theo ta về nhà, làm vợ nhỏ ta đi. Ta bảo đảm, tay cô không dính nước, chân không lắm bùn. Thứ cho Noãn Noãn, không thể nhận ý tốt của công tử. Nếu không có chuyện gì nữa, Noãn Noãn xin phép cáo từ. Noãn Noãn! Noãn Noãn! Đây là... Đạo trưởng đừng để tâm. Người của bào gia đều như vậy cả đấy. Chẳng có giáo dưỡng gì. Toàn một đám không biết điều. Người của bào gia đúng là khác với người thường.
Xem ra chuyện này vẫn phải tính kế lâu dài. Tính kế lâu dài rồi. Thôi đừng nhắc mấy kẻ mất hứng đó nữa. Đạo trưởng, không biết đêm nay ông có thể nể mặt tới nhà ta một chuyến được không? Để ta giới thiệu đạo trưởng cho cha ta được biết. Bần đạo còn có chút chuyện phải làm, e là không thể tới. Có cơ hội, ta nhất định tới phủ làm khách. Đạo trưởng, ông chỉ mới bảo ta tìm ra Pháp Hải, sau đó phải làm thế nào thì vẫn chưa nói. Kỳ động giả thiên, kỳ tỉnh giả địa, nhất tâm định nhi dương thiên hạ, thì khả dị chi đạo giả. Trần công tử không cần nóng lòng, đến lúc đó tự khắc sẽ biết thôi. Được, vậy giờ ta sẽ về làm ngay. Đạo trưởng, cáo từ. Đi thôi. Nhanh lên, mau đi thôi. Lạ thật đấy. Không được, mình phải báo cho thiếu gia biết, tránh để cậu ấy gặp phải Pháp Hải lại trút quả lớn vào thân. Ông nghe ta nói đi, có thế nào ta cũng phải thử chứ. Ông làm gì vậy? Ta thấy Bào công tử nói không sai, trên núi Long Tĩnh nhất định là có nguồn nước. Ông đi thật hay giả vờ điên vậy? Lời của ta tin ông cũng tin được sao? Cẩn thận nhắn lời ông lên núi cho sói ăn đấy. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng nên thử một phen chứ. Muốn đi thì ông đi một mình, đừng kéo theo ta. Giờ là lúc nào rồi, còn chờ nữa, chỉ có con đường chết. Giả tứ, ta khuyên ông vẫn nên về thu dọn đồ đạc, mau chóng lên đường đi. Nhanh lên, tới ngay đây. Đừng lấy nữa, mau đi thôi. Trần công tử, cẩn thận một chút. Các người để hết đồ xuống đây đi. Tất cả đều là bảo bối gia truyền trong phủ đấy, nhất định phải thật cẩn thận. Mẹ, 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 đại ca và thiếu gia đâu? Con xem dáng vẻ điên khùng của con kìa. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái phải ra dáng con gái một chút chứ. Giờ này đại ca con và thiếu gia đang tưới trà ở đồi trà, làm gì có nước mà tưới trà chứ. Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, con chỉ nói linh tinh thôi. Không phải con đi lấy nước sao? Mẹ, con không có thời gian giải thích với mẹ. Con tìm thiếu gia có chuyện, con đi trước đây. Cái chuyện gì vậy? Ngoãn ngoãn, ngoãn ngoãn, con sẽ về ngay mà. Tiểu Thanh, mau đi đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Thanh, tỷ tỷ. Tiểu Thanh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thiếu gia, cậu từ từ thôi. Thiếu gia, phía nam rõ ràng là có đường lên núi,
Sao chúng ta lại lên từ phía Bắc chứ? Phía Nam ngày nào cũng có người qua lại. Nếu có nguồn nước bên đó thì chắc chắn bị phát hiện từ lâu rồi. Chúng ta cần gì mạo hiểm tìm kiếm ở đây chứ? Hơn nữa người xem, khu rừng phía Bắc rõ ràng tươi tốt hơn phía Nam. Theo lý mà nói thì phải ngược lại mới đúng chứ. Nói cũng phải. Thiếu gia, cậu không thấy hậu sơn này âm khí rất nặng hay sao? Từ nhỏ ta đã nghe Trần Thất đi săn nói, hậu sơn này không sạch sẽ gì đâu. Thiếu gia, cẩn thận một chút. Chúng ta nghỉ một chút đi. Cũng được. Thiếu gia, hay thôi chúng ta đừng đi nữa, để mai rồi quay lại. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Trời tối không ra được khỏi hậu sơn này, chúng ta gặp rắc rối to đấy. Bao lâu rồi ngươi không uống nước? Tối qua ta có uống vài ngụm. Cái gì thế? Thứ có thể giúp ngươi tạm thời không ngất xỉu. Lá trà sao? Thiếu gia, tôi thấy cậu sắp tẩu quả nhập ma thật rồi. Không lúc nào quên được lá trà của mình hết. Người ta thường nói ngắm mơ đỡ khát. Không phải cậu định ngắm trà đỡ khát sao? Ngậm vào đi, bây giờ chỉ trông vào nó được thôi. Hy vọng trước khi tìm được nguồn nước, ngươi không ngất xỉu ở nơi quan giả này. Nếu không ta chỉ có thể để ngươi lại cho sói ăn thôi. Lát nữa ta lên trên tìm tiếp. Ngươi ở đây nghỉ ngơi chút đi, ta sẽ quay lại ngay. Thiếu gia, kim gia thương thương, bạch lộ di sương, sở dị y nhân, tại thủy nhất phương. Có người đang nói chuyện. Thiếu gia, tố hồi tùng chi, đạo trở thư trường. Thiếu gia, cậu lại trêu ta có phải không? Thiếu gia, ta thật sự không nghe thấy gì hết. Cậu đừng dọa ta chứ. Thiếu gia, đợi ta với. Thiếu gia, làm gì có tiếng gì đâu chứ? Làm gì có ai đang nói chuyện đâu? Thiếu gia, cậu từ từ thôi. Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Kim gia thương thương, bạch lộ di sương, sở dị y nhân, tại thủy nhất phương, tố hồi tùng chi, đạo trở thư trường, tố du tùng chi, quyển tại thủy trung ương. Con nha đầu này, con nha đầu này, lúc nào tay chân cũng vụng về như vậy. Ba năm rồi ngươi chưa từng nhúc nhích. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Lẽ nào sắp có chuyện gì xảy ra sao? Đã 23 năm rồi, không biết tỷ tỷ dưới chân tháp Lôi Phong sống có tốt hay không nữa.
Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ cứu tỷ ra. Nước Tây Hồ sắp cạn rồi, muội nhất định sẽ cứu tỷ ra. Muội nhất định sẽ cứu tỷ ra. Thiếu gia, thiếu gia, cậu đi từ từ thôi. Thiếu gia, cẩn thận một chút. Ta mệt quá, nghỉ một chút đi. Để ta nghỉ một chút rồi cùng cậu đi tìm nguồn nước. Được, nào. Chỉ có chút nước này thôi sao? Uống đi. Thế nào rồi? Có đi nổi không? Nào, đừng mà, thiếu gia. Chuyện này để ta cõng ngươi. Thiếu gia, không được đâu. Thiếu gia, thiếu gia, không sao, huynh đệ chúng ta cần gì phải ngại chứ. Cậu bỏ ta xuống đi. Đi thôi, nào. Không được đâu, thiếu gia. Thiếu gia, không được đâu. Không được mà. Kim gia, thương thương, bạch lộ, di sương, sở dị, y nhân, tại thủy, nhất phương, tố hồi, tùng chi, đạo trở, sư trường. Tố du, tùng chi, uyển tại, thủy trung ương, sở dị, y nhân, tại thủy nhất phương, tố hồi tùng chi, đạo sở thư trường, tố du tùng chi, quyển tại thủy trung ương. Thiếu gia, cậu tỉnh lại đi. Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi. Thiếu gia tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Ta nhìn thấy nàng ấy rồi. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy nàng ấy rồi. Cậu nhìn thấy gì chứ? Cậu đừng dọa ta. Tối đen còn không nhìn thấy năm ngón tay thế này. Cậu nhìn thấy gì chứ? Ta nhìn thấy nàng ấy rồi. Nhìn thấy nàng ấy rồi. Thiếu gia, cậu đừng dọa ta. Thiếu gia, thiếu gia, ta nhìn thấy dáng vẻ của nàng rồi. Thiếu gia, ta nhìn thấy nàng ấy rồi. Thiếu gia, không phải cậu khác, ta điên rồi chứ? Cậu đừng dọa ta. Niêm Phong, ngươi biết không, mỗi lần đều chỉ còn một chút nữa thôi, ta vẫn muốn đón xem dáng vẻ nàng ấy trông như thế nào. Lần này cuối cùng ta cũng nhìn thấy rồi. Nàng ấy đã cười với ta, còn đưa tay về phía ta nữa. Ý cậu là cậu nằm mơ thấy một người, còn là một cô nương nữa sao? Đúng vậy, sao ngươi lại biết? Ra là mộng xuân, làm ta sợ chết đi được. Không, không phải mộng xuân, chỉ là một giấc mơ bình thường thôi. Đúng rồi, một giấc mơ bình thường. Chỉ là trong giấc mơ lại có một cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên. Đúng vậy, đúng là rất đẹp. Đẹp tới không lời nào tả nổi. Nghe cũng văn vẻ quá nhỉ. Lúc nào cũng ngâm cái gì mà kim gia thương thương, bạch lộ di sương, sở dị y nhân, tại thủy nhất phương. Sao ngươi biết? Thiếu gia, lần nào nằm mơ cậu không đọc bài thơ này, ta nghe đã nhiều lần lắm rồi. Mới đầu ta cũng không để ý cho lắm, nhưng mà nghe nhiều lần rồi, ta lại nghĩ
Rốt cuộc bài thơ này ở đâu ra vậy chứ? Ta lật tìm trong sách nhưng cũng không thấy. Vậy nên chỉ có một khả năng là xuất phát từ cô nương trong giấc mơ của cậu mà thôi. Người nói đúng rồi, nhất định là do nàng ấy làm. Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Thử nghĩ xem làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Làm gì có cách gì, trời tối như vậy, căn bản không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đợi trời sáng mà thôi. Điều tại cậu đấy, đã nói là chỉ nghỉ một chút thôi, kết quả lại ngủ luôn một giấc. Ngươi biết ngươi nặng tới mức nào không? Ta cổng ngươi mệt muốn đứt hơi luôn đấy, ngươi có biết hay không? Được rồi, thiếu gia của ta. Nhưng mà ngọn núi này, chúng ta đi đi về về nhiều lần lắm rồi, cũng không tìm thấy nguồn nước. Thiếu gia, có phải phán đoán của cậu đã sai rồi không? Này thì sai, ngươi dám nghi ngờ ta sao? Ngươi chờ mà xem đi. Đây, ngươi nhìn thấy chưa? Có hiểu chuyện gì chưa? Thì lá cây, đồ đầu gỗ, ngươi nhìn cho kỹ đi. Đây là cái gì? Nước sương. Đồ ngu, một nơi nhiều năm không có mưa, sao có thể có nước sương được chứ? Đúng vậy, lá cây. Nước sương. Nước. Trời mưa rồi. Chúng ta tìm được nguồn nước rồi. Chúng ta tìm được nguồn nước rồi. Thành Hàng Châu sắp mưa rồi. Tốt quá rồi. Thành Hàng Châu sắp mưa rồi. Ta phải tắm mưa cho thỏa thích. Có ma, có ma, có ma kìa. Ma sao? Ở bên đó kìa. Thiếu gia, thiếu gia, đại ca. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Tiểu thư, ta đã nói rồi, cô ở trong phủ đợi là được. Thiếu gia, cô lại một mực đòi theo bọn ta. Ta có thể ngồi yên được sao? Lo muốn chết đây này. Cũng không biết đại ca và thiếu gia chạy đi đâu nữa rồi. Đi tìm khắp thành luôn rồi, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Thiếu gia, lỡ như thiếu gia xảy ra chuyện gì, ta biết phải làm sao chứ? Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Cô xem, bên đó có ánh đèn kìa. Chắc là thiếu gia và đại ca của ta, qua đó xem thử đi. Được. Cây cối chỗ này rất tốt. Vậy mà vẫn không tìm thấy bóng dáng giọt nước nào hết. Phải đấy, điều tại ông đấy, toàn nói những lời vô ích. Nếu như có nước thì sớm đã tìm ra rồi, còn cần tới chúng ta nữa chắc. Nguyên một ngọn núi lớn như vậy mà muốn tìm ra nước, khác nào nằm mơ. Công tử, chúng ta đi khắp ngọn núi phía nam rồi, nhưng mà phía bắc cái gì? Ngươi còn định bắt ta điên theo ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta không làm nữa. Ai muốn tìm thì tìm đi, ta về nhà ngủ đây. Công tử, đại ca. Đúng là duyên trời định mà. Ngoãn ngoãn cô nương. Muộn như vậy rồi. Ngoãn ngoãn cô nương, đây là... Lẽ nào bào công tử kinh thiên động địa, quỷ thần đó của các người lại nghịch ngợm rồi sao? Trần công tử, đã lâu không gặp, không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Mọi người đây là vừa mới từ trên núi xuống sao? Là thế này, đại ca và thiếu gia nhà ta không biết đi đâu rồi. Cho hỏi mọi người có nhìn thấy họ không vậy? Chúng tôi đã đi khắp ngọn núi phía nam rồi, không nhìn thấy hai vị công tử. Dẹp ngươi đi, ở đây tới lượt ngươi nói chuyện sau. Biến. Vậy thì cảm ơn nhé, bọn ta tới nơi khác tìm. Ngoãn ngoãn, nếu cô muốn tìm bào công tử và đại ca của cô, chi bằng tới đường qua phố Liễu xem thử đi, nói không chừng sẽ tìm thấy đấy. Ngươi nói gì vậy? Đúng là quá đáng mà. Đồ khốn. Đi. Đi thôi, chúng ta đi. Cô nương xin dừng bước. Ngươi đừng sợ, để ta đi xem thử. Thiếu gia đừng mà, cậu đừng đi. Cậu, để ta đi xem thử. Thiếu gia. Thiếu gia.